Dạ vâng, cả Hà Nội Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại dọn rửa xong được một số mẫu máy cưa xích. Đó thì có làm một cái video nho nhỏ để review nhanh qua, cũng như là giới thiệu nhanh qua một số mẫu máy cưa xích mà cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa. Cho các bác nào mà đang cần tìm cho mình những mẫu máy cưa nào, ưng ý những máy nào thì có thể liên hệ qua chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé. Đó, hôm nay thì làm một cái video ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi. Cũng hôm trong video ngày hôm nay thì không có test nổ các bác nhé. Bởi vì máy thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong nên nó còn hơi nước một tí xíu, nên các bác thông cảm. Máy thì toàn hàng lựa chất lượng luôn các bác nhé, 024AV này, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đó, hơi nước nước một tí xíu, cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong. 024AV, quá đẹp luôn các bác nhé. Một ốc lam, nguyên zin của nó. Mặt tiền này, bộ nước sơn quá đẹp luôn ạ. Đấy, con này là dòng bãi Đức nguyên zin các bác nhé. Công suất con này là 42cc cho các bác nào mà khai thác chuyên nghiệp đấy ạ. Lốc là xài lốc nhôm luôn nhá. Công suất cực khỏe để cho các bác về khai thác chuyên nghiệp. Xài cắt keo, chàm đồ linh tinh. Công suất con này là bằng con công suất của máy cưa Estin 250 đời mới bây giờ các bác nhá. Estin 024 AV. Máy quá đẹp luôn. Một con máy cưa Estin 170C. 170C con này là không có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhá. Mà nó được tích hợp cho các bác là xả áp cũng như là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Đấy. Một con máy cưa Estin 021 hơi bị dính nước một tí xíu. Estin 021 cực kỳ đẹp luôn, gọi Estin 021C ạ. À. Con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ, có xả áp luôn. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Đấy, quá VIP, quá đẹp luôn à. Rồi một con máy cưa Estin 170C, con này là có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, tích hợp chụp giật trợ lực, không có xả áp, tích hợp ốp lam vặn bằng tay thường. Đó. Và lên hôm nay cửa hàng chúng em dọn rửa thêm được hai mẫu máy cưa tay cụt là mẫu máy cưa Makita. Tay cụt Makita cực kỳ đẹp, cầm rất là nhẹ nhàng, một tay thoải mái nhá. Hãng thương hiệu Makita, quá VIP quá đẹp luôn ạ. Con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một con máy cưa xích Tananka, tay cụt Tananka 33A. Đó, và một con máy cưa Echo Kyorin 3400, công suất 34cc. Máy đẹp 99% các bác nhá. Quá đẹp luôn ạ. Làm xích của nó này. Đây, hôm nay là lên tổng cộng gồm được 7 con máy cưa xích. Và cả chúng em báo giá luôn trên video ngày hôm nay nhá, để cho các bác nào mà tiện đã ưng ý rồi thì hãy liên hệ cho chúng em. Thì cửa hàng chúng em, các bác nào sử dụng Zalo đấy ạ, hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ từng con một các bác nhá. Còn con này thì nó đang bị ướt một tí xíu nên là cửa hàng chúng em chưa có giật test nổ lại. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin, hàng chưa bung chạm các bác nhá. Lô nguyên zin 100%, máy móc hàng chuẩn zin ạ. Hôm nay là có 4 con là bãi Đức này, 4 con là Estin bãi Đức và 3 con máy cưa xích tay Nhật bãi, 2 con tay cụt và 1 con tay dài. Đó, và con này thì cả chúng em Estin 024 đang bán với giá là 5,5 triệu này. Estin 170C giá 3,1 triệu. Đó. Estin 021 giá 3,8 triệu. Estin 170C. Con này tích hợp chủ giật trợ lực, giá của nó là 3,3 triệu. Đó. Một con tay cụt Tananka Makita giá 2 triệu. Con này là Tananka giá 1,8 triệu. Và con Echo tay dài giá 2,1 triệu các bác nhá. Đó, 2,1 triệu ạ. Đấy, đây là cửa hàng chúng em đã báo giá hết ở trên này các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý con nào, muốn đặt hàng con này, muốn xem máy con nào, muốn test nổ con nào thì hãy liên hệ cho chúng em. Các bác chụp ảnh màn hình lại gửi qua Zalo cho em thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ cho các bác nhá, các bác nhá. Đó, và số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi, hoặc các bác nào dùng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Số điện thoại cửa hàng chúng em sử dụng Zalo vẫn là số để trên màn hình rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại lên trên số điện thoại của em lên trên Zalo là sẽ ra được Zalo của em. Kết bạn thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ riêng cho các bác. Còn trên lô video này thì là một cái lô video review nhanh thôi, để cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì có thể đặt luôn. Đấy, còn các bác nào mà chờ thì chờ để test nổ thì ngày mai sẽ có video chi tiết các bác nhá. Ngày mai thì cửa hàng chúng em sẽ lên một lô máy cưa xích video chi tiết từng con một, test nổ từng con một cho các bác. Đó.
Còn các bác nào mà muốn đặt hàng nhanh để đỡ làm lỡ mất máy mà mình đã ưng ý thì liên hệ ngay. Nói chung là cam kết cho các bác là máy là cửa hàng chúng em đã dọn đổ tét ngổ ngon lành hết rồi, không cần phải căn chỉnh cái gì thêm cả, về tới tay các bác vì chỉ việc sử dụng thôi. Đó, máy thì cam kết nguyên zin, hàng chuẩn Nhật bãi. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.